Xin chào tất cả các bạn, sau đây mình xin được giới thiệu cho các bạn biết về đề tài nghiên cứu bảo tồn và phát triển loài lang hài Trần Liên đặc hữu bằng phương pháp nhân giống vi cho tại tỉnh Thái Nguyên. Loài hoa lang hài Trần Liên được mô tả đặt tên theo một người phụ nữ Việt Nam, bà Trần Ngô Liên. Hoa này có kích thước nhỏ, cánh hoa màu tia nâu với chóp màu lục, hình thuôn, bóng, mép, lượn sóng, có lông trắng. Sau đây mình xin được giới thiệu về đề tài. Phần 1. Mở đầu 1.1. Tính cấp thiết của đề tài. Châu Á có trên 60 loài lang hài khác nhau, do có giá trị kinh tế cao nên rất nhiều nhà buôn lang trên thế giới đã tìm mọi cách kiếm lang hài ở Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Campuchia để tung ra thị trường kiếm lời. Bất chấp sự tàn phá hệ thực vật ở các nước có nguồn lang phong phú, nhiều loài lang do khai thác quá mức dẫn đến sự tuyệt chủng hoàn toàn trong tự nhiên, như loài lang hài bóng là một loài đặc hữu của Việt Nam, gây mất cân bằng sinh thái và môi trường bị đe dọa. Hiện tổ chức CITES, Công ước về buôn bán quốc tế của các loài động vật hoang dã nguy cấp đã nghiêm cấm việc nhập khẩu các loài giống lan hài Papilionum sang các quốc gia khác. Với sự hiện hữu của hơn 20 loài lan hài thuộc chi Papilionum, Việt Nam là một trong các quốc gia có nguồn lang hài tự nhiên phong phú nhất, không chỉ về chủng loại mà còn có nhiều loài đặc hữu có giá trị thẩm mỹ cao, được thế giới ưa chuộng. Điều này đã tạo ra tình trạng khai thác và xuất khẩu một cách ồ ạt, không kiểm soát, dẫn đến việc lang hài ngày càng hiếm và mất dần trong tự nhiên, gây ra nguy cơ tuyệt chủng cho nhiều loài lang hài Việt Nam như Vietnam New, P. delatati, P. clamlosum, P. dianthum. Nhưng cho tới nay mới chỉ có 14 loài được đưa vào danh sách đỏ ở Việt Nam 2007. Trong điều kiện của Việt Nam, việc nhân giống và sản xuất lan hài vẫn chưa phát triển rộng rãi. Việc xuất khẩu lan hài trái phép chủ yếu được người dân khai thác từ rừng tự nhiên về. Trước đây, lang hài bán theo cân, hiện nay do khai thác ngày càng cạn kiệt, lang hài Trần Liên, lang hài Châm Tím, loài hoa lang được mô tả đặt tên một người phụ nữ Việt Nam, bà Trần Ngô Liên, đã xuất khẩu loài hoa này. Loài lang hài Trần Liên có kích thước nhỏ, có cánh hoa màu tía nâu, với chóp màu lục, hình buôn, bóng, mép lượn sóng, có lông trắng. Lan hài Trần Liên là một loài lan hài đặc hữu phân bố rất đẹp ở Bắc Việt Nam, như ở các tỉnh Đồng Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Na Hang và Thái Nguyên, Đồng Hỷ, Mỏ Ba, Võ Nhai, Thượng Lung, Thần Sa. Lan hài Trần Liên được phân hạng NA1 ACDB1 +2E đã liệt kê vào phụ lục 1 của công ước CITES và danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp quý hiếm nhóm 1, nghị định số 06 năm 2019, nghị định CP, nghị định của chính phủ ngày 22 tháng 1 2019 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp hiếm, quý hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loại động vật thực vật hoang dã nguy cấp. Lan hài Trần Liên trong nghị số 06/2019, nghị định CP còn được gọi là lan hài Châm Tím. Loài lan này được nhân rộng việc gieo ươm để vừa tạo nguồn cây làm cảnh, đồng thời bảo vệ nguồn gen. Như vậy, để bảo tồn và nhân nhanh lan hài, và tìm ra mối quan hệ đa dạng di truyền giữa chúng, tạo nên nền tảng cho việc chọn lọc cặp bố mẹ làm vật liệu lai tạo và cần thiết, không chỉ tạo nên sự đa dạng của các loài lan hài mà còn được hướng tới bảo tồn và phát triển cho
vững các loài lan hạt của Việt Nam. Trong tình hình đó, chúng tôi tiến hành thực hiện nghiên cứu bảo tồn và phát triển hài trần liên đặc hữu bằng nhân giống in vitro và khu vực Thái Nguyên. Một chấm hai, mục tiêu và yêu cầu của đề tài. 1.2.1, mục tiêu cụ thể của đề tài: đánh giá được đặc điểm sinh học và sinh thái học, phân bố hình thái, sinh trưởng, tái sinh loài lan hài trần liên tại tỉnh Thái Nguyên, nghiên cứu nhân danh loài lan hài trần liên đặc hữu bằng phương pháp nuôi cấy in vitro, đề xuất được giải pháp chủ yếu bảo tồn và nhân giống lan hài trần liên bằng phương pháp nhân giống in vitro. 1.2.2, yêu cầu của đề tài. Đề tài thu nhập số liệu về đặc điểm phân bố hình thái, tái sinh, sinh trưởng, ra hoa loài lan hài trần liên tại tỉnh Thái Nguyên. Thu thập mẫu và nhân giống in chi cho loài lan hài trần liên tại phòng nuôi cấy mô và của khoa công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Một chấm ba, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài. 1.3.1, ý nghĩa khoa học. Kết quả nghiên cứu của đề tài cung cấp các dẫn liệu khoa học có giá trị về đặc điểm lâm sinh học nguồn gen loài lan hài khu vực Đông Bắc. Kết quả của đề tài là tài liệu tham khảo tốt cho các công tác nghiên cứu đào tạo bảo tồn và phát triển nguồn gen loài lan hài tại khu vực Đông Bắc Việt Nam.
1.3.2 ý nghĩa thực tiễn. Kết quả nghiên cứu của đề tài cung cấp các dẫn liệu khoa học có giá trị về đặc điểm sinh học và sinh thái học, phân nhóm theo tính đặc trưng và mức độ đa dạng di truyền của nguồn gen loài lan hài khu vực miền núi phía Bắc. Đây là nghiên cứu đầu tiên về nhân giống một số loài lan hài đặc hữu khu vực miền núi phía Bắc nhằm duy trì, bảo tồn, khai thác có hiệu quả của loài lan hài quý của khu vực. Đề xuất được hướng dẫn nhân nhanh hai loài lan hài trần liên đặc hữu bằng phương pháp nuôi cấy in vitro, góp phần bảo tồn giống hoa quý hiếm trước nguy cơ tuyệt chủng bảo chủng, đồng thời tạo nguồn vật liệu cho nghiên cứu khoa học. Thực tế, hai giống lan hài trần liên đang bị khai thác mạnh và có nguy cơ tuyệt chủng. Phần 2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu 2.1. Cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu 2.1.1. Nguồn gốc, phân loại và đặc điểm của lan hài 2.1.1.1. Nguồn gốc của lan hài. Theo Nguyễn Tiến Bân 1990, khu phân bố của Paphiopeazilum kéo dài từ vùng nhiệt đới của chân núi Himalaya chạy ngang sang phía đông qua Trung Quốc đến Philippines, xuống đông nam đến hầu hết các vùng Đông Nam Á và quần đảo Solomon. Paphiopeazilum chắc chắn là có nguồn gốc từ vùng lục địa Đông Nam Á. Sự mở rộng khu phân bố của nó về phía Nam và phía Đông đến vùng Malaysia và Tây Nam Thái Bình Dương là do kết quả di cư liên tục của các loài tổ tiên và sự phân ly tỏa còn tròn thành nhiều loài đặc hữu địa phương và thường có khu phân bố xa nhau. Nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa, Việt Nam là quốc gia được đánh giá có sự đa dạng sinh học phong phú và là cái nôi của rất nhiều loài lan đặc trưng, trong đó có lan hài. Theo sự thống kê, Việt Nam có khoảng hơn 20 loài lan hài, như trước tiên phải kể đến lan hài đỏ, lan hài vàng, lan hài tía, lan hài trắng, lan hài vân và lan hài vân duyên, lan hài đốm, lan hài lông, lan hài râu. Theo Nguyễn Bân 1990, 2.1.1.2 phân loại loài lan hài. Phân loại lan hài theo Nguyễn Tiến Bân 1990 như sau. Về mặt thực vật học, các loài lan hài thuộc vào năm chi là chi Cypripedium có khoảng 50 loài, thường gọi là hài vệ nữ, phân bố ở các vùng ôn đới. Chi Hesypedium, chi Phla Gmipedium và chi Selenipedium gồm khoảng 25 loài phân bố ở vùng nhiệt đới châu Mỹ.
Cypripedium có khoảng 75 loài, phân bố ở vùng nhiệt đới châu Á từ Nam Ấn Độ, Đông Himalaya đến Philippines, New Zealand và quần đảo Solomon. Ở Việt Nam, các loài lan hải thuộc chi Paphiopedilum thuộc tông Cypripedioidae, họ phụ Epidendrodesia, họ lan phân bố phân lớp hành, lớp một lá mầm, ngành hạt kín, giới thực vật. Đặc điểm hình thái của lan hài. Theo trường hợp năm 1990, các loài lan hài Paphiopedilum ở Việt Nam có hình dạng bên ngoài rất đa dạng. Chúng mang những đặc điểm hình thái dạng cây là các loài thân nhỏ có kích thước trung bình với thân mang nhiều lá, mọc thành hai hàng xếp thành hình quạt, đôi khi có dạng thân bò. Tất cả các loài đều có chân thân rễ nhưng đa số ngắn. Lá thường có dạng lá dài gấp đôi, hình trứng ngược hay bầu dục, thuôn và mở rộng, mỗi lá có đốt ở gốc. Dưới đó là bẹ lá hình chữ V xếp hợp xếp lên nhau trên thân. Độ dài của lá có thể từ 3 đến 50 cm. Mặt trên của lá có thể có màu xanh lá cây hoặc khảm bởi các mảng đậm nhạt, không đều, có các gân màu xanh lá nổi rõ. Mặt dưới lá có các đốm tím dày đặc hoặc vết tím chỉ thấy rõ ở gần gốc lá. Lá của các loài điển hình cho điều kiện sống khô đều dày, mọng nước và cứng. Cụm hoa thường thẳng đứng hay cong, một số loài có cuống hoa nằm ngang, một số loài lại có cuống hoa trúc xuống, nhưng hầu các loài đều có các cuống như hoa đứng. Phần lớn của các loài chỉ có một hoa riêng lẻ, tuy nhiên cũng có các loài có cụm hoa mang hai hoa, song rất hiếm. Cụm hoa có lông tơ dài và ngắn hay có lông nhu hoặc nhẵn. Lá hoa của cụm hoa gấp đôi và có thủy dạng rất khác nhau tùy vào từng loài, từ hình múi giáo hay hình trứng mà có chóp nhọn đến hình bầu dục tròn. Lá hoa thường có ít lông, to hơn các phần khác của cụm hoa, nhưng nói chung thường có lông ở mép và lông đứng ở gần giữa các mặt của loài lá. Ở một số loài có lá hoa nhẵn. Hoa gồm hai lá đài ở vòng ngoài, một lá đài đặc đài lưng là một lá đài hợp và các cánh hoa ở vòng trong. Lá đài lưng thường lớn hướng thẳng lên trên và thường nổi bật với các vạch hay chấm ở mặt trong. Lá đài lưng nằm đối diện với lá đài hợp ở vị trí thấp hơn và hướng xuống phía dưới. Lá đài hợp nằm ở phía sau của môi thường có một màu tối xìn và kém nổi bật hơn so với lá đài lưng. Cả hai lá đài đều thường có lông tơ dày ở mặt ngoài.
hai cánh hoa bên đều dễ dàng nhận thấy ở hai bên lá đài và thường hơi xòe xuống theo chiều ngang. Chúng có thể có hình thìa bầu dục, trứng rộng hay tròn, cánh hoa hình mũi giáo hẹp, xoắn ốc hẹp hẹp dần từ gốc lên đến đỉnh. Cánh hoa giữa thứ ba biến dạng rõ rệt thành một môi giống như cái bao hoặc hình chiếc hài, môi dạng túi sâu và phồng lên, hình dày, có lông ở mặt trong và nhẵn ở mặt ngoài. Nhị bất thụ ở vòng ngoài là nhị cái hợp thành cột nhị nhụy hay nhị đực. Nữ thụ của vòng trong có chỉ thị ngắn dính liền ở phía sau núm nhị và hai bên cuốn cột bầu dưới một ô đỉnh noãn bên là điểm đặc trưng của chi này. Hầu hết các loài lan hài bầu có lông tơ hình trụ màu xanh lá của cây hay đầu tia xỉn. Quả dạng quả nang khô dài có một ô với ba van rộng và ba van hẹp của mở ở gần đỉnh bằng sáu rãnh nứt của thường chín trong điều kiện tự nhiên. Sau khi thụ phấn từ 6 đến 10 tháng, hạt có bầu dục hình non, hình con suốt chỉ gắn dạng thuôn dài hay hẹp và thường có chiều dài từ 0,4 đến 1,1 mm, phôi nhỏ dài từ 0,3 đến 0,4 mm. Hạt không có nội nhũ, do đó rất khó nảy mầm trong điều kiện tự nhiên. Rễ chùm có một lớp mô xốp bọc xung quanh các rễ thật. Lớp màng xốp này có vai trò trong việc giữ nước và ngăn chặn ánh sáng gay gắt. Sau khi rễ trưởng thành thì có dạng sợi mảnh với hệ phloem phát triển mạnh và không có các búi nấm xung quanh rễ. (2.1.14) Đặc điểm sinh thái của lan hài. Theo Nguyễn Thiện Tịch và các cơ sở 1987, các loài lan hài ở Việt Nam có thể chia thành hai nhóm riêng. Một nhóm phân bố ở vùng núi đá vôi phía Bắc Việt Nam, có độ cao mặt nước biển lên đến 1.600 m. Nhóm còn lại phân bố ở khu vực có đá mẹ, silicat, đá phiến và gáy, và cái kết ở độ cao từ 700 m đến 2.200 m. Ngoài ra có một vài cá thể ở trong nhóm này còn mọc bám ở các khe nứt hay rìa của các vách núi đựng đứng đá granite. Lan hài của Việt Nam có thể sống trên mặt đất, bám đá và phụ sinh mùn. Các loài sống trên đất thường mọc ở nơi ít ánh sáng của tán cây rừng, ở nơi sườn núi dốc, các nền đất còn có nhiều lá rơi bị phân hủy mạnh và giàu chất mùn. Các loài lan hài mọc trên đá thường mọc ở dưới bóng cây và kiểu rừng ít khép tán, chủ yếu là các ngọn đá và ngay bên dưới các đường đỉnh. Các loài phụ sinh mùn chủ yếu sống bám trên vỏ cây gỗ trong các vùng rừng mây mù ẩm độ cao 1.200 đến 1.500 m. Tại Việt Nam, lan hài thường phân bố ở vùng có lượng mưa lớn, ẩm độ cao. Tuy nhiên, do đặc trưng của vùng này, khí hậu nhiệt đới gió mùa, nên chúng thường phải trải qua giai đoạn khô hạn. Sự xuất hiện của lá dày, dai và mọng nước và hướng thích nghi tốt để cây có thể sống sót được qua đợt khô hạn định kỳ, và chúng sẽ nhanh chóng phục hồi khi mùa mưa trở lại. Độ ẩm xung quanh rễ, kiểu đất và độ pH có sự có mặt của các nấm rễ, tác nhân phụ thụ phấn và cường độ ánh sáng là các nhân tố quan trọng trong sự hình thành và phát triển của quần thể lan hài.
Võ Văn Chi, Dương Tiến Đức cùng quan điểm với Nguyễn Thiện Tích và CS1978. Trong rừng nguyên sinh, lan hải phân bố đều nhau ở các hướng của sườn núi, nhưng trong các vùng rừng đã bị xuống cấp, lan hải có khuynh hướng phát triển ở các sườn núi phía bắc, đông bắc và tây bắc của núi. Ngày nay thường chỉ tìm thấy lan hải mọc thành từng đám nhỏ. Các nơi sống tự nhiên bị phá hủy bởi con người, có sự thay đổi các điều kiện của môi trường và việc thu hái lan để bán về những nguyên nhân chính gây ra sự tuyệt chủng nhanh chóng của lan hải trên khắp các vùng của Việt Nam. Hai.1.2 Hiện trạng cây lan hải ở Việt Nam. Theo Nguyễn Công Nghiệp năm 2006, lan hải là một loài cây không những có giá trị thẩm mỹ, giá trị khoa học mà còn có giá trị kinh tế rất cao. Hoa lan hải còn có một nét đẹp kiêu sa, quyến rũ và mềm mại, mang dáng vẻ sang trọng và huyền bí. Hiện nay, cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội, đời sống con người ngày càng được nâng cao về nhu cầu, về thưởng thức cái đẹp càng gia tăng. Nghề trồng hoa, cây cảnh nói chung và đặc biệt chọn tạo giống hoa lan xuất khẩu nói riêng đã và đang trở thành một ngành kinh tế có thu nhiều lợi nhuận. Cùng quan điểm với Công Nghiệp năm 2006, có Liomit Averino và CS2004. Lan hải là chủng họ lan có giá trị thương mại cao, được sưu tầm và tìm kiếm rất nhiều. Với sự hiện hữu của hơn 20 loài thuộc chi Bafiopedilum, Việt Nam là một trong các quốc gia có nguồn lan hải tự nhiên phong phú. Không những phong phú về chủng loại, Việt Nam còn có nhiều loài lan đặc hữu có giá trị thẩm mỹ cao, được thế giới ưa chuộng. Vì vậy, tình trạng và thu nhập và xuất khẩu lan hải có một cách ồ ạt, không kiểm soát dẫn đến việc lan hải ngày càng hiếm trong tự nhiên. Đồng thời với tình trạng môi trường tự nhiên bị khai thác cạn kiệt như hiện nay, lan hải càng biến mất nhanh chóng. Bộ Khoa học Công nghệ 1996 trong sách ở Việt Nam, lan hải và các loại thuộc bộ lan là những loại thực vật bị đe dọa biến mất trước khi môi trường sống tự nhiên bị suy thoái. Nền kinh tế phát triển nhanh chóng dẫn đến ô nhiễm môi trường cùng với diện tích rừng nguyên sinh bị suy giảm nhanh chóng do hoạt động khai thác và làm giảm đi nơi sống tự nhiên của lan hải, gây ra nguy cơ tuyệt chủng nhiều loài lan hải ở Việt Nam hiện nay. Trên thực tế, mức độ đe dọa tuyệt chủng đối với tất cả các loài lan hải Việt Nam được chỉ ra ở bảng
trên đây đã bị thay đổi nhiều trong thời gian gần đây do sự suy giảm nhanh của các quần thể được biết. Trong những năm gần đây, qua các đợt điều tra thực địa đã phát hiện ra tốc độ phá hủy mạnh mẽ trên diện rộng và những khu rừng còn sót lại của Việt Nam, chủ yếu trên các đỉnh núi đá vôi. Trước tình hình lan hải cạn kiệt của ngoài thiên nhiên, nhiều chương trình quốc gia về bảo tồn loài hoa quý hiếm này đã được triển khai, chủ yếu là thu thập, phân loại, nghiên cứu về các loài lan hải và bảo tồn môi trường sống tự nhiên của chúng. Một công trình hợp tác quốc tế về lĩnh vực này mô tả các giống lan hải ở Việt Nam của nhóm tác giả Leonid Averiano, Philippines, Grip Phan Kế Lộc và Nguyễn Tiến Hiệp năm 2004. Một mạng lưới rộng khắp các khu bảo tồn đã được hình thành lập ở Việt Nam, đặc biệt hàng loạt các khu bảo tồn đã và đang bảo tồn các loài lan hải như khu bảo tồn Ngọc Linh Kon Tum, Chu Sang Sinh Đắk Lắc, núi Bà Lâm Đồng bảo tồn loài Pleistocoenium, bảo tồn Mamrei Kon Tum, Thung Đa Nhiêm Lâm Đồng đang bảo tồn loài Pleistocoenium, vườn quốc gia Ba Bể khu bảo tồn Cát Bà Hải Phòng, Hữu Liên Lạng Sơn, Bà Cò Hòa Bình khu bảo tồn Thượng Ba Nhiêm Lâm Đồng đang bảo tồn Pedalatesis, vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn, Lào Cai, Phong Quang, Hà Giang và Cò Hòa Bình đang bảo tồn loài Pedianthum và Nigranthum, khu bảo tồn Na Hang Tuyên Quang đang bảo tồn loài Pham Janum và P. Mali Poenzice Vazizac. Vườn quốc gia Tam Đảo Hoàng Liên Sơn đang bảo tồn loài P. Graticiaum, khu bảo tồn Trùng Khánh Cao Bằng đang bảo tồn loài P. Helania. Vườn quốc gia Ba Bể, khu bảo tồn Na Hang, Hữu Liên, Bà Cổ, Phong Nha đang bảo tồn loài P. Mali, Cuneus. Bên cạnh đó, nhiều loài khoa học đã nghiên cứu và ứng dụng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật in cho làm nhân giống. Số lượng lớn lan hải đầu tiên phải kể đến Dương Tấn Nhật, người đầu tiên nuôi cấy thành công lan hải hồng năm 2005. Sau đó đã có nhiều nhà nghiên cứu khác nuôi cấy in cho thành công nhiều loài lan hải khác như hàng hải tam đảo bằng các phương pháp nuôi cấy mô khác nhau.
2.2 tình hình nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam. 2.2.1 tình hình nghiên cứu về lan hái trên thế giới. Tại Ấn Độ, các tác giả LCDELPMEDHI đã nghiên cứu về tính đa dạng của các phương pháp bảo tồn và các loài lan quý hiếm vùng Đông Bắc Ấn Độ. Các tác giả đã khẳng định trên toàn Ấn Độ có khoảng 1.331 loài lan thuộc 186 chi, trong đó ở vùng Đông Bắc Ấn Độ duy trì số lượng cao nhất với khoảng 856 loài, trong đó có 34 loài có nguy cơ tuyệt chủng cần bảo tồn, bao gồm loài P. hirsutisium. Các tác giả đã khẳng định vấn đề ô nhiễm môi trường, sự nóng lên toàn cầu, thương mại hóa nông nghiệp và lâm nghiệp, trồng trọt và khai thác quá mức là những nguyên nhân chính do sự mất đa dạng. Ấn Độ đã tăng cường về bảo tồn đa dạng sinh học bằng cách thực hiện một loạt các hành vi, quy tắc, luật lệ, quy định, thỏa thuận và các mạng lưới phát triển của khu bảo tồn. Các tác giả D. Batman và R. Devadat thuộc Trung tâm Nghiên cứu Phong Lan Quốc gia Ấn Độ cho rằng biến đổi khí hậu đang là một trong nguyên nhân chính dẫn đến sự nguy cơ giảm số lượng và tuyển chủng của các loài lan quý hiếm. Từ đó, các tác giả cũng đưa ra một số biện pháp khắc phục như cần phục hồi và duy trì các hệ sinh thái bản địa, quản lý chặt sinh cảnh của các loài quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng, xếp hạng các mức độ dễ tổn thương của các loài và theo dõi nghiên cứu dài hạn các loài sinh vật giao phấn. Tại Iran, bất chấp lệnh cấm khai thác, vấn đề khai thác hoa lan hoang dã nhằm xuất khẩu mỗi năm lên tới 40-50 triệu cây, nhiều loài phong lan trở nên khan hiếm. Lan hải là một trong lan đẹp trong họ lan thuộc họ phụ Cypripedioidea. Hơn 2 thập kỷ trở lại đây, lan hải ngày càng được chú ý nhiều hơn ở trên thế giới, không chỉ một trong việc nuôi trồng lai tạo mà còn cả trong việc sưu tầm phát hiện những loài lan hải mới. Chính vì vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, thế giới đã có một loạt các loài lan hải mới được phát hiện và ghi nhận như Park Armenicum Chenetriu 1982, Park Maripon EF Chenetis 1984, Park Emersoni Copperwood et Grit 1986, Pap Hemarium Brem 1987, Pap Maripot NS Van Zakihua 1985, Pap Herimani Fuck et L. Reisinger 1995, Pap Hey Navi 1996, Pap Hebrid EV 1998, Pap Trần Liên Yenum Group và PN 1998 và Pap Hanarum PN Group 1999 để tạo điều kiện sống tốt nhất cho các giống loài được thuần hóa. Pop Grupit và H.C. Sowa 1991 đã xác định được điều kiện ánh sáng nhân tạo cho hầu hết các loài lan hải từ 11.000 đến 22.000 lúc nếu lá vàng hoặc phát hoa ngắn và cây quá thừa ánh sáng. Còn nếu lá mềm màu xanh đậm hoặc phát hoa lại yếu là do thiếu ánh sáng, cây từ rừng về không hoa, không ra hoa. Nguyên nhân chính là ánh sáng và nhiệt độ không phù hợp. Ngoài ra, ánh sáng còn có vai trò quan trọng trong sự nảy mầm của hạt giống. Sự tiếp xúc với ánh sáng sẽ ức chế các sự nảy mầm, có thể dẫn đến việc hiện tượng của hạt gây khó khăn cho quá trình nhân giống. Trong chương trình cải tiến của giống chi lan hải, theo Huang L. Serin, CG Cao, CN Huang B. L. Mula CGT 2001 đã nhận thấy phương pháp nuôi cấy vô trùng của nhân giống lan hải khó thực hiện thành công vì mẫu nuôi của loài này có rất khó bảo quản. Nhiều thử nghiệm về mẫu cấy như chồi đỉnh, chồi lấy từ cây non nảy mầm trong giống nghiện hoặc môi trường nuôi cấy mô sẹo protochrome tái sinh lan hải thông qua sự hình thành nuôi cấy lá
được thực hiện nhưng tỷ lệ hình thành mô sẹo khả năng tái sinh còn rất thấp. Theo Hong Chang và Lau Yi, Tashi Yi Zoom F I V K Lin R S Q F S 2011, một phương pháp khác được ứng dụng là sử dụng hạt lan nảy mầm in vitro để sản xuất cây con. Từ cây con in vitro, các mô sẹo được cảm ứng từ protochrome có nguồn gốc từ hạt được cấy truyền trên môi trường có chứa nồng độ 2,4D và TDZ cao. Những mô sẹo này có khả năng tái sinh thành cây hoàn chỉnh thông qua bước trung gian hình thành PRPB. Một mảnh nhỏ mô sẹo này có thể tái sinh từ 3 đến 7 chồi trong 3 tháng và chúng có thể được giữ trên môi trường nuôi cấy trong 3 năm mà không mất đi khả năng tái sinh. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề chưa được giải quyết như tính bền vững về mặt di truyền của những cây được tái sinh. Các tác giả cũng đã tiến hành phương pháp nuôi cấy về huyền phù tế bào từ những dòng mô sẹo có nguồn gốc từ protocom và nuôi cấy mô sẹo có tính toán từ những loại mô khác của Paphiprogedilum ở Ấn Độ theo Indian Journal of Hepharing. Mình đã nghiên cứu nhân giống Paphiopedilum trong in vitro thông qua các phương pháp hình thành các thể protocom thứ cấp từ thể protocom sơ cấp được phát triển từ carot có nguồn gốc từ thân. Các thể protocom được nuôi cấy trên môi trường 1/2 ms có bổ sung các nồng độ BA và kinetin khác nhau để cảm ứng các PLB thứ cấp. Số lượng PLB thứ cấp được hình thành nhiều nhất trên môi trường 1/2 ms có bổ sung 4.0 um. Kinetin trung bình có 4.1 PLB được hình thành trên mỗi mẫu sau 8 tuần nuôi cấy. Các PLB thứ cấp được nhân lên từ 9.5 đến 12.1 PLPS mới. Mỗi PLP thứ cấp sau khi được nuôi cấy trên môi trường 1/2 ms không có chất điều hòa sinh trưởng và được bổ sung 60 gl dịch chiết chuối có PLPB thành thục này sẽ được nuôi cấy trên môi trường có chứa các chất hữu cơ khác nhau như nước dừa, dịch chất nuôi cấy khoai tây và cà chua để tái sinh hình cây con. Trong số các chất hữu cơ được thử nghiệm, việc bổ sung 20% CV kép trên môi trường 1/2 ms có kết quả đạt tỷ lệ tái sinh trung bình là 67,9% PLBS sau 8 tuần nuôi cấy. 2.2.2 tình hình nghiên cứu lan hải ở Việt Nam. Hiện nay, hầu hết các nghiên cứu viên lan hải ở Việt Nam mới chỉ tập trung vào các công tác điều tra, khảo sát và thu nhập bảo tồn. Các nghiên cứu về chọn tạo kỹ thuật sản xuất còn ít, chỉ tập trung một số viện, trường và trung tâm ứng dụng kỹ thuật. Các nghiên cứu ở nước Trần Hợp năm 1990, các thiện tịch và CF 1987 đã cho thấy Việt Nam là nước nằm trong vùng Đông Nam Á thuộc Nam Á nhiệt đới, một trong hai khu vực tập trung nhiều loài lan đẹp nhất thế giới. Giới riêng về lan hải, Việt Nam nằm trọn bộ ở một trong hai khu vực có phân bố lan hải trên thế giới, cho nên trong khoảng 70 lan hải nguyên chủ được công bố trên thế giới, Việt Nam đó có khoảng 23 loài và có những loài đặc hữu chỉ Việt Nam có như Papdrenati loài đỏ hải đỏ hay hải hồng, Pap Việt Nam Meret lan hải Trần Liên, Pap Hanganum hải hằng được cả thế giới yêu chuộng. Lan hải và hoàng thảo Việt Nam được phát hiện nhiều nhất ở khu vực Hoàng Liên Sơn, khu vực biên giới các tỉnh Bắc Trung Bộ, khu vực Ngọc Linh và khu cao nguyên Lâm Viên. Bên cạnh sự đa dạng phong phú về chủng loại, các loài hoa lan hải ở Việt Nam còn được thế giới đánh giá rất cao bởi hoa lan hải
có hương thơm duy nhất trên thế giới, đều có ở Việt Nam và hai trong ba loài được coi là đặc hữu. Việc phát hiện và ghi nhận những loài lan hài vẫn còn tiếp tục, điều đó đã khẳng định sự ưu đãi của thiên nhiên đối với Việt Nam, cần phải bảo vệ và phát triển các loài lan rừng nói chung và lan hài nói riêng. Trường hợp lan hài đầu của Việt Nam đã được phát hiện là vào năm 1993 tại Bắc Ái, Ninh Sơn, Khánh Hòa bởi Perez Suất, phân viện sinh học Đà Lạt. Đây là loài thực vật đặc hữu của Việt Nam được CITES công nhận và bảo vệ. Các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật gây vết thương trong nhân giống loại lan này. Kết quả cho thấy các phương pháp gây vết thương kết hợp với nuôi cấy trên môi trường lòng bổ sung nồng độ thích hợp chất điều hòa tăng trưởng TDZ và NAA đã đem lại một kết quả khả quan trong việc tìm ra phương pháp nhân giống in cho trên lan đài đỏ. Hệ số nhân được thiết lập thông qua các phương pháp gây vết thương và nuôi cấy trên môi trường lòng là 52, cho hiệu quả hơn gấp 25 lần so với phương pháp nhân giống bằng cách gieo hạt in vivo đơn thuần. Để góp phần bảo tồn nguồn gen hài quý, hiện Viện Sinh học NN Trường Đại học Nông Lâm Nghiệp Hà Nội đã nghiên cứu quy trình nhân giống ba loài lan hài là Papio Plesum SP Lai Châu A2, Papio Plesum Hanganum Penil Group Hài Hằng và Papino Pezlizum SP 720. Kết quả đã nghiên cứu tìm ra môi trường thích hợp để gieo trồng giống môi trường RE, môi trường thích hợp để tạo chồi Plumtocom và nhân danh là LE cộng 100g L, dịch chiết là 150 L trên nước dừa. Môi trường da dễ của hàng hài là RE cộng 100g L, dịch chiết chuối là 0,4 ppm alpha NNA cho giống PSP Lai Châu A2 và PSP 720 là RE và 1 cộng 100g trên L, dịch chiết chuối cộng 0,6 ppm alpha NNA ở giai đoạn vườn ươm. Đa thể thích hợp là dẫn cho tỷ lệ sống cao, cây sinh trưởng tốt, hàng hài giảm 10%. PSP 720 là 86,67% phân bón thích hợp ở giai đoạn cây con là NPK với lượng phân bón 1g trên lít và phun 2 tuần trên lần. Năm 2017, Phạm Trần Anh Tuấn, Đà Lạt, Lâm Đồng đã bước đầu tạo ra được nhiều dòng lan hài bằng phương pháp lai tạo từ giống lan hài rừng, trong đó có dòng lan hài mới với đặc điểm khác lạ như có màu đốm trắng, hoa có mùi cánh hoa màu đỏ tím với nhiều vân sọc, lưỡi hoa màu vàng chấm tím được bổ sung thêm vào tập đoàn lan hài của Đà Lạt để phát triển một số lan hài của bản địa Sapa, Lào Cai. Trong những năm qua, Viện Di truyền Nông nghiệp đã tiến hành nghiên cứu xây dựng một số biện pháp kỹ thuật như giá để trồng và hỗn hợp sơ dừa hoặc dớn sợi than gỗ lụ vụt là khô vụt, phân gia súc khô, nước tưới có từ pH từ 6,2 đến 6,6, phân bón NPK với tỷ lệ 20-20-20 hoặc 14-14-14 bổ sung 30/40 mg trên lít CA và 20-30 LMG để làm tăng khả năng sinh trưởng của cây. Ở Việt Nam, việc chơi và tiêu thụ lan hài chủ yếu là sử dụng nguồn lan tự nhiên khai thác từ rừng làm cho nguồn tài nguyên này bị suy kiệt nhanh chóng, nên rất cần thiết cho phải có công tác nghiên cứu, tuyển chọn và xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất, đặc biệt là quy trình nhân giống, không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng mà còn để bảo vệ các nguồn gen quý hiếm, bảo vệ tính đa dạng sinh học của các loài lan hài được ghi nhận trong sách đỏ Việt Nam.